Món thứ ba nào, món thứ ba cái gì nào? Ồ, có cái gì mềm mềm mềm. Lại một cái tay các bạn ơi. Ôi, như tay thiệt luôn các bạn. Ây nhô, hello, xin chào các fly. Ôi, hôm nay gió dữ dội ta. Như các bạn biết, từ sau tới đến giờ bay đã cháy hàng rất là nhiều rồi. Chỉ có một số thôi. Những hàng hiếm gặp như kiếm gỗ Kimetsu hay là kiếm Kimetsu 2 cm, tất cả đều cháy hàng hết. Có thể là 15 ngày tháng nữa có thể có lại. Hôm nay bay có một cái hộp nè. Một hộp đồ rất ngẫu nhiên mà bạn bán hàng đã sắp xếp cho bay. Ngay cả bay cũng không biết có món gì trong này. Trong này sẽ có 5 món đồ anime mà bay còn hàng. Và hôm nay có món gì thiệt là bí mật, thật là lạ không nào. Bay sẽ khui ra nha. Cái hộp này là một cái hộp bom khổng lồ. Để bây coi nào. Vừa ngã xuống nó chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm này là kiếm gì đây? Có hình của Saber các bạn ơi. Là một, không phải Saber. Cái thanh này quen lắm. Wow, đây chính là một cây Sui Sui của Zoro. Một cây đại bảo kiếm Sui Sui. Nó có lưỡi trắng mà rằng rằng đen 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 nè các bạn. Và cái vỏ không thể lẩn đi đâu được. Đó chính là các đường hoa văn trên vỏ kiếm màu đen. Thanh kiếm này được một cái xác chết cho Zoro. Và anh ta đã dùng nó rất hiệu quả, cho đến tận gần đây bị ăn cắp mất. Vẫn rất là nổi bật đẹp đẽ với cái vòng hoa ở đây. Và loại cái nút bấm ở đây, các bạn coi này nha. Có nút bấm nè, mắt. Ok, loại rất đẹp và cũng có rất nhiều. Trước Tết bay còn 200 mấy cây cơ. Nhưng mà đến đợt này là gần cháy hàng rồi, còn 20 cây à. Cái thứ hai nào, những món hàng cuối cùng của bay đi rồi. Đó chính là hàng của vua trò chơi. Đây là cái dây chuyền do chính Yugi lắp ghép nên. Và nhờ nó cậu ta đã thắng mọi loại trò chơi. Chơi bài cũng rút coi gió quá trời đất ơi. Thôi kệ, nằm đó đi, lát nữa bay bóc lên lại tiếp. Và nếu bạn có chơi bài, kiểu gì con quan trọng nhất cũng sẽ rút được. Mặc dù mỗi lần Yui đều chơi một bộ bài lạ, có một số con quen thôi, nhưng vẫn rút những con quan trọng để hàng người ta. Cái này rất là tiện lợi nếu bạn chơi xì lát, xì tổ hay là gì đó, tổ hết cỡ vô rút con quan trọng ngay phút cuối cùng. Mặc dù trước đó bài bạn rất là ghẹ lỡ. Một thứ để hack game, hack như Kirito vậy. Món thứ ba nào, món thứ ba cái gì nào? Ồ, có cái gì mềm mềm mềm. Lại một cái tay các bạn ơi. Ôi, như tay thiệt luôn các bạn. Cái này thì bay làm gì còn hàng nữa. Chắc là đem review chơi vui thôi. Đây là một cái tay bằng cao su. Các bạn có thể mặc cái áo khoác nè đó. Mặc cái áo khoác lòi tay ra ngoài. Khi bắt tay với người ta cầm thả ra là được. Nhìn rất là gớm. Nhờ có cái tay này thì bay có thể chào các bạn hai lần luôn. Hello, xin chào các fly. Hello, xin chào các fly. Một cái tay mà còn nguyên xương đấy các bạn. Đó, mặc cao su hết rất nhẹ nha. Rất tiện khi đi hù dọa người khác, mẫu me tài le trên cái tay này. 3 món rồi, chỉ còn 2 món thôi, là món gì đây? Ê, còn cái gì đó như là cái bao ni lông ở đây. Bao ni lông. Wow, một cái bịt mắt. Gì mà xẹo không dày. Vậy nó phải đi kèm một cái, đây rồi, một cái túi nước ở trong này nữa các bạn. Bịt mắt của nào mà trông ghế không ta? Mắt nổ đầy gân, khuôn mặt thì đầy xẹo. Mái tóc màu trắng, đây có vẻ như là một nhân vật rất là hung ác đây. Tròng mắt vô thần luôn. À nhớ rồi, đây chính là của Sanemi các bạn. Sanemi là một phong sẹo, là một phong chủ trong Kimetsu no Yaiba. Anh ta rất là hung dữ, anh ta nóng tính và anh ta chặt mọi con quỷ cản đường. Mẫu anh ta rất thơm, quỷ rất thích, nhưng mà uống vô là quỷ bị say đó các bạn. Đây là một cái túi nước đi kèm với lại bịt mắt có nước này nha. Không có nước thì sẽ không có túi này. Đó, cái túi này để trong tủ lạnh rất là mát. Để tủ lạnh nó nhanh mát lắm nha. Sau đó bỏ cái túi này, bạn đắp vào mắt, bạn ngủ trưa. Ngủ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến sáng mai luôn cũng được nha. Ở giữa trưa này các bạn mang giường ra giữa nắng, các bạn nằm á thì các bạn đeo cái bịt mắt này đây sẽ mát mắt nha. Vậy là chỉ có một món cuối cùng ở trong cái hộp này mà thôi. Để bây coi trong này còn cái gì. Là một cái gì đó trong cái bọc ni lông bằng nhựa mà cưng cứng cưng cứng này là. Wow, đây là một cái kính thắt lai nhưng mà phiên bản màu hồng các bạn. Nhìn rất là dễ thương. Nam xài được mà nữ cũng xài được luôn. Bây nghĩ là cái kính màu hồng nhạt này nè. Đó, các bạn mặc đồ nông dân là thời trang style vô quán bar, quán bụng gì cũng đeo được luôn. Đó, rất là hồng, rất ngon nghẹ phải không nào. À, để bay đeo thử danh này. Đó, cái này không tháo khớp được thì đeo vậy. Rất ngầu đúng các bạn ơi. Nhìn anh ta đã bớt dữ tợn hơn rồi. Đây chính là một cái kính thức lai. Ở bên bay kính thức lai có nhiều màu và hàng có bảo hành. Màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. 5 món bí mật của chúng ta hôm nay là những món như thế này đây. Và đến lúc tạm biệt rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybubay.com đổi quà miễn phí ở tập 226. Buybubay.com.